bạn, hiện tại thì mình đang ở khu phố người Việt ở Chicago, là mình sẽ đi vô cái cửa tiệm mà cửa tiệm bán đồ Việt tại Mỹ, người ta gọi là chợ Việt. Hey Ben. Hơi nhăn. Ben ơi. Đi vô nha. Chợ siêu thị Đại Nam. Thai Nam Food Market đây. Cái này là mình sẽ vô đây, mình mua đồ ăn nè. Một tháng là mình sẽ đi đây một lần, tại vì nhà mình hơi hơi xa chỗ này. Ngoài trời là hơi hơi lạnh, ở khoảng 50 độ. Yeah, you didn't rob a car right there. Cái này là bưởi. Bưởi nè. Mít. Hồi hôm mình có mua trái mít. Mít này là $1.29. Great food, what you like it when you was in Vietnam? Đó, thì mình sẽ mua cho chồng mình một trái bưởi. Thì không biết lựa bưởi cho lắm, nhưng mà nhìn trái này chắc là lựa trái nào nặng tay á. Không biết lựa bưởi. Ở đây ai? I don't know what to choose, but we get this one. Nè, sầu riêng nè. Sầu riêng hôm mình mua cho chồng mình ăn thử nè. Cái này là $3.59 cho 1 pound. Hey, do you want this durian? No. À, còn cái này là các loại bún, loại mì. Mì hoành thánh nè các bạn. Mình thích ăn mì hoành thánh. Hey, honey, get it for me. Benjamin want it. Oh, this is a big bag of... Cái này mì nè. Nhưng mà mình mua bịch nhỏ thôi, tại vì nhà gia đình ăn không à. Hey. Hey, honey. Đó, mua mì này nè. Mua mì này hoặc là mì này. Mình thích ăn mì này. Xưởng. Nhiều loại lập xưởng. Tôm khô nè. Tôm khô này là cỡ khoảng $4 cho một bịch này, một bịch nhỏ vậy. Có cá khô nữa nè. Cá khô hơi bị nhiều luôn nha. No, I'm recording. Where? Where you want to go? Down the corner. All right. Nè, tôm hùm ở cửa hàng Việt Nam. Tôm hùm nha, rồi còn cái này là cua. Này đây là giá này các bạn. Đó là cua nè. Một con vậy chắc cũng phải 1 ký, ký mấy á, hơn á. Các loại gạo này, nhiều loại gạo nha. Gạo đen nè, gạo đỏ nè, gạo nếp nè, gạo Nhật nè, hay gạo cơm tấm. Đó, còn cái này là các loại nuôi. Và có hạt điều nữa nè. Hạt điều. Và có cái này là đậu phộng. Mè đen. Wow. Mè trắng, bánh tráng. Và có bánh tráng trộn nè, không biết bánh trộn này có ngon không ta. Mua ăn thử. Một bịch bánh tráng trộn. Cái này là bánh tráng trộn mực. Bánh tráng trộn mực. Hay là bánh tráng trộn thường. Mua ăn thử. Bánh tráng thì ở nhà mình có rồi. Ý, bánh tráng này dễ thương quá à. Bánh tráng siêu mỏng. Mua về cũng bánh tráng nha. Đó, còn mì nè. Mì thì ở nhà mình vẫn còn. Nuôi. Bún.
Còn cái này là nước cốt dừa. Nước cốt dừa ở đây là đâu có được nước cốt dừa tươi giống Việt Nam đâu, là phải mua nước cốt dừa trong hũ nè. Bánh thì ở đây mà các bạn muốn ăn cái gì á là phải mua về rồi tự làm. Mua một bịch bột khoai về nấu chè ăn. Ê, Ben thích cây bưởi dữ ta. Bột bánh cuốn nè, bột bánh bao, bột bánh khọt. Nhà mình thì giờ thì hiện tại chưa thèm ăn gì hết, mình chưa mua. Cái này là cái gì ta? Đậu gì á? Đậu trắng. Nhà thì hình như còn đậu nên khỏi mua đậu. Bột nếp chín, các loại bột nè. Còn cái này là cái quầy ưa thích nhất của mình, là có những cái món ăn vặt Việt Nam nè. Có chè trôi nước nè, bánh cuốn nóng, có bánh bột lọc nữa, có xôi, rồi bánh ít dừa, bánh ít đậu nè. Cái bánh ít dừa nè, mua một cái ăn thử rồi. Đó. Rồi chè, các loại chè. Đó, mỗi lần mà mình thèm cái gì mình ra đây mình mua ăn luôn, chứ mình không có nấu. Tại nấu cũng không có ngon nữa, người không có khiếu nấu ăn. Đó, còn cái này là bánh ướt. Wow, xăm bố lượng đó các bạn. Đó, còn bên đây là xoài. Xoài này là giống như là xoài chín cây Việt Nam luôn á. Đó là mình sẽ mua mấy cái đầu cá hồi về nấu canh chua. Đó, có các loại ốc nữa nè, ốc gạo. Tại vì mình không biết nấu nên mình không có mua. Có nghêu nè, với hàu. Còn cái này là rau. Rau để coi. Hành. Là hành ngò. Mình nè, có đậu. Đậu rồng nữa. Bông hẹ. Cải các loại. Có giống Việt Nam không các bạn? Ớt nè. Còn bầu bí. Chưa có khoai. Cái này là cái siêu thị là đầy đủ nhất đó, là mình từng đi á. Là mình tính mua đồ nấu canh chua. Oh, it's still alive. He was scared. Huh? He was scared. What? That's why he's giá này là 80 sen. Mua giá thì nó canh chua, chú sứ, sambuche, táo, lê. Cái này lê Hàn Quốc các bạn. Lấy cho em ba rọi. Dạ, lấy hai bao ba rọi. Dạ. Dạ. Mình chủ yếu là mình mua thịt heo ở cửa hàng Việt Nam. Mì gói nè, có mì lẩu Thái Việt Nam, mì hảo hảo Việt Nam nè, với có nhiều loại phở bò nè, có mì giấy nè các bạn. Bún riêu, phở gà, phở bò, cháo nè. Đó. Nhang đèn đồ cúng, giấy vàng giấy bạc nữa chứ. Có chiếu nữa. Cái này là cái mấy những cái đồ mà giống như là trong tạp hóa Việt Nam vậy các bạn. Đũa.
bự ghê á. Còn cái này là các loại bánh, bánh ăn vặt, chủ giống Việt Nam, có thèo lèo nữa nè. Thèo lèo nè. Có trứng, chả, lụa. Wow, nhiều lắm. Đó, bây giờ tụi mình sẽ mua cho mình tính tiền. Mua cũng được khá khá như đây nè. Gì vậy bên? Có dầu gió. Rồi có cái này nè, cái này mình nghĩ là người nhiều người Việt thích lắm. Là vé số. Vé số cào trúng đó các bạn. Giờ thì mình mới mua đồ xong, mới để đồ xe thì tụi mình sẽ đi dạo một vòng ở cái khu phố người Việt này nha. Honey happy happy. Là ở đây là có rất là nhiều quán ăn Việt luôn á. Đó, đây nè. Đây là nè, phở Việt. Yeah, like grill, right? Yeah. Ngửi mùi gì thơm ghê á. Mà không biết là quán nào, tại vì ở đây toàn là nhà hàng không à. Không biết nhà hàng nào mà nấu rồi ăn thơm vậy nữa. Oh, it smells like, nè, khô bò. Yeah, like grilled pork I used to do. Cái này là nail rồi các bạn. Wow, hơi lạnh rồi nha. You pass it? Oh, because of wind, so we not so wet is it? Ở đằng đó cũng có một cái bảng quảng cáo tiếng Việt nữa nè. Where? Right here. How about we go this way? I want to get some buns. Alright. Nhà hàng này ăn, tại hồi nãy mình có lái xe ngang qua đó, mình thấy khá là thú vị. Alright, thank you. Vô. Nó sẽ vô nhà hàng này ăn thử. À, hiện tại thì là tụi mình đã ở trong nhà hàng rồi nè. Chào ạ. Đó thì mình nghĩ là mình sẽ chọn BBQ với rice. Khi mà vô mình nhìn kỹ mình biết nè, cái này là cửa hàng Hồng Kông. Where's my stuff, baby? Your phone right here. Thì tụi mình mới vừa order xong là sẽ ăn hoành thánh với còn đồ nướng á. Ben. Đồ nướng á thì tụi mình sẽ kêu một dĩa đồ nướng để ăn chung. Nè Ben. Hey. Ben sẽ uống nước xong á. Gì vậy? Mới vừa ngồi vô nha, mới vừa ngồi vô mà đã quậy vậy rồi hả? Uống đi. No. Mình order nước cam. Nước cam nhỏ xíu. Đây mẹ kéo khóa xuống nha nè. Ben không có được uống nước ngọt đâu mà nhìn đắm đuối luôn kìa. Thôi, không có uống gì được đây mẹ, đừng pháo à. Mới vừa bưng ra một dĩa thịt nướng mà tổng hợp luôn, mình gọi tổng hợp luôn. Thơm giống như là mùi vịt nướng ở Việt Nam vậy á. Nào đi. Thôi đi. Get your place and eat. Mẹ thổi cho Ben nha. Để cho Ben miếng thịt thổi nha. Nóng à. Súp hoành thánh của mình. Nhìn, nhìn ngon ghê. Ben nè. Ben. Ăn ngon ha. Ben thích ăn thịt ngon ha. Còn cái này là của chồng mình. Chồng mình là đang xớt ra một ít để cho Ben. Ăn nãy giờ ảnh ăn phải 3-4 cục thịt vịt rồi đó. Ngon ha Ben ha. Ben đừng làm đổ nha. Ben ăn không được làm đổ nha. Đây, đây mày cất vô đây.
Hoàng Thánh nè. Ngon lắm các bạn. Mình ăn xong rồi nhưng mà còn dư rất là nhiều nên mình sẽ bỏ hộp mang về. À, cái này đông dư. Wow. Nãy cái lúc mà mình mới vừa vô thì đâu có bao nhiêu người đâu mà giờ người ta vô quá trời luôn. À Ben ha, Ben, uống nước không? À, uống từ từ thôi. Ăn thịt vô và khát nước. Let's go honey. Tụi mình lúc nào cũng được tặng cái này nè. Tặng bánh quy. Mẹ hôm nay ăn ngon con. Mẹ nhìn gì vậy? Măm măm. Bánh quy nè, nãy mình mới mở ra là trong đây có tờ giấy này nè. Yeah. Đây nha. You will soon be the center of attention. Mình mới vừa ăn xong thì mình sẽ đi mua bánh bao á. Ở đây có một tiệm bánh bao rất là ngon, là mình lúc nào mình đi mình sẽ mua 5-6 cái về nhà để dành ăn. Là hiện tại bây giờ trời đang có tuyết. Tuyết nhỏ lắm, tuyết khó thấy lắm. Nhưng mà tuyết cũng đang rơi. Hey. Đó. Ở cái đường này nè, khu phố người Việt nè các bạn. Khá lạnh. Wow, it's cold. Rồi, các bạn có thấy cái cửa tiệm mà có cái tên nửa Việt nửa Anh. Ở đây cũng có một tiệm bánh nè. Phở, có rất là nhiều tiệm phở mình nè. Phở là một cái món ăn là đặc trưng của Việt Nam ở nước ngoài. Lạnh quá, gió thổi lạnh. Đó, có tiệm nail nè. Mì Sài Gòn. Ở đây, this one. Đó, cái này là cái tiệm bánh mình nói nè các bạn. Thì mình mới vừa mua bánh bao xong, mình mua ở cái một loại giống vậy nè. Đó. Là cái mình về mình để tủ đông á, khi nào mình ăn á thì mình hấp lại. Đây nè, thì bây giờ thì cả nhà mình chuẩn bị đi về. Mua đồ xong rồi. Chào các bạn nha. Yeah, bye bye các bạn nha.